Bluetooth và iPod nha mọi người. Mình đang chơi Bluetooth qua cái iPhone này. Một thời đầm ấm, lúc tung tăng, chiều hè ngập nắng, lúc trăng lên. Này là remote của nó nha. Con này nó có cái công nghệ để nâng cái chất lượng âm thanh lên gần bằng cái chất lượng CD nha mọi người. Và đặc biệt con này nó có chứng nhận GVA là Japan Quality Assurance, đạt tiêu chuẩn chất lượng của Nhật. Âm thanh rất là hay. Nếu mà bạn muốn nghe iPod thì mở cái này ra. Cái này chơi được iPod động lực. Và loa này có thể cắm dây 3.5 ở phía sau. Đây nhé. Như trong đêm khuya, những bước chân qua thềm gợi niềm thương nhớ vô vàn. Bass rất là mềm. Người về đường đi kết gió trắng sao, người đi có biết chăng trong chiều nay mơ. Đã bao lâu lòng này anh chẳng nói vậy em, ngàn lời anh cứ giữ trong tim. Lần này đến lần khác, đôi môi cứ lãng phí, chẳng nói gì, chỉ biết cạnh nghe. Dù cho em chẳng để ý, và rồi em đã có người. Hey.